Vâng, em cũng xin chào tới tất cả bác và tất cả anh em. Thì như video vừa rồi, ngày hôm nay thì em về được 4 cặp lo. Thì trong đó là có 2 cặp lo bao 10.2 series 2 và 2 cặp Ramsa. Thì 2 cặp lo bao 10.2 series 2 thì em đã bán hết rồi nha bác nha, đã hết hàng nha. Đấy. Còn lại 2 cặp Ramsa. Các bác nào mà muốn mua bao 10.2 series 2 thì chờ em tầm khoảng 5 ngày nữa nha. 5 ngày nữa thì hàng nó về thêm thì em sẽ các bác nào chốt thì em sẽ để cho các bác. Đó, còn hai đôi 10.2 series 2 lúc ngày nay về thì đã hết hàng. Đã có khách chốt hết rồi. Rồi, thì sản phẩm trong video này thì bên em giới thiệu cho các bác là cái đôi đầu tiên của Ramsa là đôi A200. Thì trong cái video trước là về được hai đôi, một đôi A200 một đôi A500. Thì lên video con A200 trước cho tất cả bác. Thì về hình thức của con này thì gọi là đẹp keng luôn ấy nha, đẹp keng. Đó, các góc cạnh cho đến là lo kèn, lo chấm kèn này. Với lại cây, mọi thứ đều là đẹp long lanh hết, góc cạnh không sức mẻ. Cực kỳ là đẹp luôn nha bác nha. Đó. Ở trên này thì nó sẽ có hai ốc vít, hai cái con ốc này để các bác thích bách treo trên trên tường, trên tường hoặc là các bác treo ở những quán cà phê thì vân vân thì các bác có thể treo được. Đó. Còn nguyên ốc hết nha, đây các bác nha. Đây. Nói chung là cặp này về là miễn bàn luôn á, đẹp như hoa hậu luôn nha, đẹp như hoa hậu, quá đẹp luôn. Đấy. Cái canh lưới sách lô từ Ramsa, Ramsa lo sơ 1 bát 30 nha, 1 chiếc kèn, hai lỗ thông hơi ở phía trước. Đấy. Bên hông này các bác, bên hông này có chỗ để cho các bác bác treo này, các bác muốn bác đứng bác nằm gì cũng được. Đấy. Còn phía dưới này thì nó có quai sắt, dưới có quai sắt, còn đằng sau đây các bác. Đấy. Đẹp từng chi tiết một. Ramsa, chữ Ramsa. Ramsa mã VKS A200. Đấy, phiên bản này thì nó sản xuất tại Nhật nha bác nha. Đó, toàn là chữ Nhật thôi nha. Đấy, chữ Nhật. Còn ở dưới chạm lo thì nó sẽ gồm chạm lo 6 ly và chạm lo mô chim thông thường. Quá đẹp nha, góc cạnh nha bác nha. Thế em sẽ cho tất cả bác xem về cái nội thất phía bên trong của cái đôi lò này. Đó. Cực kỳ là chất lượng nha, cả đôi luôn, xúc sắc, xúc sắc nha bác nha. Tem còn bóng loáng luôn nè. VKS A200 lò 8 ôm, công suất là 250W một thùng, 250W một thùng nha. Dòng này thì các bác karaoke ghép thêm qua 100 nữa thì 140 nữa thì phê lòi luôn. Đó. Quá đẹp rồi bác. Rồi giờ thì em đi vào cái nội thất phía bên trong cho tất cả bác ngắm nhìn. Ok bác, thì em đã tháo xong cái nội thất của cái đôi lo Ramsa mã VKB A200. Thì các bác đây, đây các bác nè, ốc vít của nó toàn là những ốc lục giác rất là chất lượng này, xịn sò của Nhật như thế này. Đó. Cực chất nha. Đó. Nhìn những cái con ốc còn nó nhìn chúng ta nhìn thấy nó rất là chắc rồi. Vâng, đây là cái lo Ramsa và em vừa tháo xong, quá đẹp luôn các bác nha. Các bác nhìn lại cái lo Ramsa này cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó. Nó mới như là 99% nha bác. Độ mới nó tầm 99% đó, cực kỳ là mới như thế đó. Đấy. Đấy, cần lưới sắt đây, áo ra, tiếng loa. Đấy bác. Đấy, áo ra cho bác cùng xem. Đấy. Wow, quá đẹp, quá mới, tiếng loa đó là nhà bác nha. Đấy, gần vải tăm dầu, gần vải tăm dầu, các bác nhìn cái dầu nó đây, mà nó còn ướt như thế này là, những cái con này thì nó như là vừa sản xuất luôn. Mới như vừa sản xuất luôn các bác, như đập hộp. Đấy, hai quả bát 30 nha bác nha.
một tiếp kia. Rồi em sẽ tháo ra để cho các bác xem cái bên trong. Rồi em sẽ bắt để em tí nhé. Bắt nó hơi bị nảy. Sẽ vừa tháo một cái bát xong, tháo luôn cái chép cho các bác. Vâng, rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp luôn. Mình sẽ tháo luôn hai cái để quay cho các bác như vậy. Vâng, và đây ạ, đây là cái nội thất bên trong của chiếc lo Ramsa mã VTVA200. Đây, các bác nhìn này, long lanh 7 màu nha. Lo 8 ôm da băng Ramsa, bên này cũng thế chứ. Đấy, đây là cụ tép này, cụ tép cực kỳ là to nha bác nha, cụ tép 16 ôm da băng, bên này cũng thế nha, mới tinh luôn các bác nhìn, quá chất lượng luôn. Đấy, ốc áp là còn nguyên zin, nguyên bán, nguyên keo và cũng như là vàng long lanh. Đấy, tép ra đây. Quá đẹp luôn nha bác. Đây, mình đã tháo xong một cái lò bát đây. Tất cả là zin nguyên bán hết nha. Vâng, đây là bên trong của thùng lo. Nó sẽ bọc một lớp nấy bên trong để tiêu âm và cũng như là cho tim bát mềm và sâu hơn. Phân tầng cực kỳ là gấu của Ramsa nha bác nhé. Phân tầng rất là gấu luôn, cực kỳ là chất lượng và mới tinh này. Đấy. Bên này cũng thế nha. Bên em là bao xin nguyên bản và bao mới, bao đẹp xuất sắc cho ra bác luôn về cái đôi Ramsa A200 này. Vâng, lo thì được thiết kế là thùng nhựa nha bác, thùng nhựa liền nguyên khối. Đấy. Nên là nó rất chắc chắn và cái độ chia cái độ bền nó thì nó chịu đựng cực kỳ là cao. Các bác có thể để ngoài trời, nếu mà trời mưa thì các bác cũng không sợ, thì về những cái dòng thùng gỗ thì nó trời mưa thì nó ngắm vào thì nó sẽ bung nớ đặc, hoặc là với những dòng thùng nhựa như thế này thì các bác an tâm không lo về cái việc mà bung nớ như thùng vách hay là gọi thoát hơi qua các kẽ. Với thùng gỗ thì thiết kế thì nó có những cái lớp kẽ, còn cái đây thùng nhựa thì họ đúc liền nguyên khối nên là nó không, rất là chắc chắn nha bác, thùng rất là dày, bác nhìn nó rất cực kỳ là dày luôn nha. Đó, rất là chắc chắn luôn. Rồi vấn đề tiếp theo là em sẽ báo giá cho cả bác về cái đôi lo này. Thì giá của đôi lo này hiện tại thì bên em sẽ giao cho tất cả bác với mức giá là 11 triệu bên em bao cước nha. 11 triệu bên em bao cước cho tất cả bác. Đấy. 11 triệu bên em bao cước và tặng kèm theo cho tất cả bác là hai là một bộ gia lo nha, một bộ gia lo để các bác về cắm và chơi luôn. Đấy. Rất là ưu đãi cho tất cả bác luôn đó. Một bộ sản phẩm cực kỳ là chất lượng đến từ Ramsa. Rồi mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong các hộp qua số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.